Vợ Messi mặc năng động ở Qatar. Antonella Roccazzo, vợ cầu thủ Messi, chuộng áo hở eo, bodysuit khi cổ vũ World Cup và du lịch ở Qatar. Theo TN, Antonella Roccazzo thu hút sự chú ý khi đến Doha. Cô thường được fan bóng đá ngỏ ý chụp ảnh cùng mỗi khi dạo phố, ở nhà hàng. Bà mẹ ba con nhận nhiều lời khen thân thiện, cách ăn mặc trẻ trung, năng động. Hôm 4 tháng 12, người đẹp 34 tuổi đăng ảnh bên chồng. Nhận hơn 3,4 triệu like, vợ chồng Antonella Roccazzo và các con. Họ bên nhau 15 năm, ba con trai lần lượt 10 tuổi, 7 và 4 tuổi. Antonella đam mê thời trang, là gương mặt quen thuộc ở các tuần thời trang quốc tế. Cô còn quảng cáo cho nhiều nhà mốt, cô phối bodysuit giá 49 đô la Mỹ, 1,2 triệu đồng của Reebok cùng quần short tạo điểm nhấn với sandal cột dây. Antonella Roccazzo đeo mẫu túi mini flap của Chanel. Khi cổ vũ trận Argentina-Australia rạng sáng 4 tháng 12, người đẹp phối áo thể thao cùng jean rách tạo vẻ phóng khoáng, bụi bặm. Mẫu quần của Bershka giá 50 đô la Mỹ, hơn 1,2 triệu đồng. Antonella Roccazzo và các con khi xem trận Argentina-Mexico hôm 26 tháng 11. Cô phối đồ đơn giản với crop top và quần jean của Zara. Antonella Roccazzo khi dạo phố đêm, người đẹp kết hợp áo hở eo và quần của Dolce & Gabbana khi thăm thú Doha.